Jisoo bị tố lạm dụng nam sinh, fan hoang mang là trai thẳng, gay hay biến thái? Mới đây, True Story Expedition team đài MBC vừa phát sóng các cuộc phỏng vấn độc quyền với cựu học sinh tiểu học và trung học. Họ đều là những nạn nhân, nhân chứng biết rõ vụ bạo lực học đường và tấn công tình dục của nam diễn viên Jisoo. Nạn nhân A nói, tôi đã bị Jisoo bắt nạt một cách dã man. Về cơ bản, tôi là xe giao bánh mì của cậu ta. Jisoo bắt tôi tự bỏ tiền mua bánh mì và đồ ăn nhẹ từ căng tin trường học. Cậu ta sẽ đặt thời gian như một hoặc hai vài phút và nếu tôi về muộn, cậu ta sẽ đánh tôi. Jisoo sẽ gọi điện thoại rồi nói kiểu, cậu biết ngày mai phải mang tiền phải không? Bóc lột tiền bạc của tôi từ 5.000 đến 10.000 won, nhưng sau đó đã tăng lên 100.000 won. Cậu ta bắt tôi làm các câu đố và bài kiểm tra giữa kỳ cho mình. Khi được hỏi tại sao họ lại không báo chuyện này lên nhà trường, A nói, chúng tôi đã báo cáo cậu ta nhưng họ, ý chỉ những kẻ bắt nạt, không sợ giáo viên, bọn chúng sẽ chuyển sang mục tiêu mới và tiếp tục hành vi bắt nạt của mình. Bọn tôi nghĩ sẽ chẳng có gì thay đổi dù đã báo nhưng sau đó không ai dám báo cáo nữa. Một bạn học cấp 2B nói, Jisoo sẽ đá vào mông, đùi, đánh vào đầu, tát vào mặt hoặc đấm vào ngực và bụng tôi. Cậu ta sẽ giao cho tôi những nhiệm vụ như bắt tôi đứng dậy trong giờ học và hát hoặc nhảy. Về cơ bản, tôi là chú hề của cậu ta. Jisoo ngồi ở hàng ghế sau và dùng tôi làm lá chắn để mình có thể ngủ. Nếu tư thế của tôi ngồi hơi lệch, cậu ta sẽ đánh vào đầu tôi. Đội ngũ sản xuất đã đến gặp thành viên gia đình của một trong số các nạn nhân và mẹ của nạn nhân tiết lộ. Tôi nhớ một ngày nọ, tôi bật xem TV và Jisoo đã xuất hiện. Tôi đã chửi vào mặt thằng nhỏ đó và hét lên thằng khốn. Tôi lấy nắm tay đập vào ngực rồi chuyển kênh. Một người mẹ khác của nạn nhân nói, tôi không xem phim truyền hình của Jisoo, thậm chí bây giờ, cậu ta khiến tôi rùng mình vì giận dữ. Tôi nhớ khi đó tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng nhà trường và tôi đã bị sốc trước thái độ của thằng bé đó. Người chồng tiếp tục, giáo viên chủ nhiệm còn gọi điện thoại và đề nghị chúng tôi chuyển đi nơi khác để tránh việc con chúng tôi học cùng trường trung học với Jisoo. Một người bạn khác trong lớp C tiết lộ, Jisoo đã bắt nạt rất nhiều học sinh, một trong những người bạn thân của tôi đã bị Jisoo chọn làm con mồi. Tôi nhớ kỷ niệm về việc chúng tôi mua mì ly và ăn lén sau TV ở trường vì bạn tôi sợ đụng mặt Jisoo trong quán cà phê. Có một nơi ẩn náu đằng sau trường học, đó là ngôi mộ. Bọn tôi đã bị đánh rất nhiều ở những ngôi mộ phía sau trường học. Hai bạn cùng lớp khác là D và E tiết lộ, Jisoo bắt đầu là một kẻ chuyên bắt nạt trong lớp cho đến khi cậu ấy được tuyển vào một nhóm đầu gấu. Chúng tôi gọi họ là Injin Pam. Sau đó, Jisoo bắt đầu sử dụng sức mạnh của mình, ra lệnh cho những đàn em thực hiện hành vi này. Nếu bạn chống đối lại họ, bạn sẽ bị cả lớp tẩy chay và bắt nạt. Một người bạn cùng lớp F nói, đúng là Jisoo đã bắt nạt các bạn, thậm chí cậu ta còn tự nhận điều đó, nhưng có một số phần không đúng, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu ta sẽ chỉ bị trừng phạt vì những gì đã làm. Từ ký ức của mình, tôi không nhớ gì về việc Jisoo thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nam sinh. Người tố cáo ban đầu cũng là một kẻ bắt nạt ác độc vào năm 1 và năm 2, người đã trở thành kẻ bị ruồng bỏ vào năm thứ 3. Cậu ta đổ lỗi cho Jisoo về mọi thứ, những đứa trẻ khác đã làm với cậu ta. Đội ngũ sản xuất cũng đã gặp gỡ các bạn học tiểu học của Jisoo và một người trong số họ tiết lộ. Vô tình tôi đã chứng kiến cảnh anh ấy cưỡng bức một số nam sinh. Mọi người trong lớp đều thấy điều đó. Chúng tôi giả vờ như không nhìn thấy vì chúng tôi không muốn trở thành mục tiêu tiếp theo của Jisoo. Một người bạn khác trong lớp tiết lộ, tôi thấy cậu ta trùm một chiếc túi lên đầu học sinh. Tôi chỉ là nạn nhân của quấy rối tình dục nhẹ và lạm dụng bằng lời nói, nhưng nó trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian. Tôi cũng thấy cậu ta thủ dâm trong lớp. Công ty quản lý của Jisoo cho biết, trong một bức thư gửi đến chương trình, Jisoo đang liên lạc với các nạn nhân để trực tiếp xin lỗi họ. Jisoo cũng đã viết thư cho chương trình và nói rằng, tôi đã đi chơi với một nhóm du côn và ngu ngốc tin vào ảo tưởng rằng tôi có quyền lực lớn trong tay. Tuy nhiên, tuyên bố rằng tôi đã bắt nạt các bạn cùng lớp và buộc họ phải mua đồ, làm bài kiểm tra cho tôi. Họ bị quấy rối hoặc tấn công tình dục là hoàn toàn không đúng sự thật. Nếu bạn cho tôi cơ hội, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những người đã bị tổn thương bởi hành động của mình. Trong khi đó, Jisoo dự định sẽ nhập ngũ vào nửa cuối năm nay. Trước đó, theo truyền thông Hàn Quốc vào sáng ngày 3 tháng 3, nam diễn viên Jisoo đã bị thêm hai cư dân mạng buộc tội bắt nạt và quấy rối tình dục. Sau những cáo buộc bắt nạt ban đầu dành vào một ngày trước đó, hành vi không tốt của mỹ nam người tình ánh trăng liên tục được đưa ra ánh sáng. Lâu nay, thuật ngữ nhân cách vàng được sử dụng phổ biến trong K-pop như một tiêu chí quan trọng để đánh giá các nghệ sĩ thần tượng. Có những người đều quảng bá cùng cụm từ nhân cách vàng, với bằng chứng là một số video, hình ảnh và lời kể về việc họ ứng xử đẹp như thế nào. Với hàng trăm nghệ sĩ còn lại, yếu tố nhân cách trở thành kỳ vọng lớn lao với những yêu cầu rất khắt khe về ứng xử, lối sống để đổi lấy tình yêu thương của khán giả. Do đó, khi một nghệ sĩ dính nghi vấn bắt nạt học đường, từng là kẻ bạo lực, tên tuổi của họ có nguy cơ bị vấy bẩn trong mắt công chúng. Ở K-pop, tin đồn và lời tố cáo dạng này đáng sợ hơn rất nhiều vì có quyền năng triệt hạ một con người, một sự nghiệp.